đây là những chú cừu giống. Nếu nhìn từ bên ngoài, bà con sẽ thấy những con cừu lông hơi dơ. Đó là do cừu dính phân và rất nhiều bụi bẩn. Bà con mua cừu để nuôi cho các bạn trẻ chụp ảnh tham quan du lịch thì cần tắm rửa sạch sẽ hàng ngày. Rồi sau đó, bà con dùng kéo để cắt tỉa những sợi lông cừu sao cho đẹp nhất có thể. Video sau đây quay cho bà con xem thực tế những con cừu như thế nào. Và đây cũng là video chúng tôi chuẩn bị giao những con cừu này cho khách hàng Lâm Đồng. Bà con nếu thấy thích cừu và có ý định mua cừu về để nuôi, có thể tham khảo cừu giá bao nhiêu tiền trên một con dưới mô tả video. Bà con đừng quên theo dõi chúng tôi trong các đoạn video tiếp theo để được chia sẻ những thông tin bổ ích. Trại dê Tiến Đạt cung cấp dê giống số 1 Việt Nam. Mua ngay giống dê của Tiến Đạt để có những con giống chất lượng cao. Trại dê Tiến Đạt chuyên cung cấp dê giống Bách Thảo, dê bò lai, dê bò lửa, dê bò thuần chủng và cả cừu Ninh Thuận. Chúng tôi cung cấp dê giống trên toàn miền Bắc, miền Trung và cả miền Nam. Cụ thể như là tỉnh Nam Định, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Dương và Lào Cai. Tư vấn miễn phí và giao hàng tận nơi cho quý khách hàng. Đặt ngay dê giống của Tiến Đạt để có giá ưu đãi nhất dù bạn ở bất cứ nơi đâu. Tham khảo link bảng giá dê giống ngay dưới mô tả video này.